cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ kể từ các bạn trận chung kết đỉnh cao của giải cờ tướng Quảng Ký Bôi năm 2022 đánh trong buổi tối ngày 10 tháng 10 năm 2022 giữa hai đại cao thủ của làng cờ tướng Trung Quốc. Xin cảm ơn các bạn cùng đón xem. Trong ván cờ lượt đi, bên đỏ đi tiên là danh thủ Tô Dung Trinh và người cầm bên đen là ngôi sao khét tiếng. Xin tục thủ hiệp trận khởi đầu.吃将军吃吃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 吃
Chứ. 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 Và tiếp theo sau phần cờ cho mã 3 thoái 5, bắt xe đến từ bên đen, thì trong bối cảnh trên hai con thủ đúng ý hòa cờ. Sau đây xin kính mời các bạn cùng đón xem ván cờ lượt về. Đây là ván cờ mà bên đỏ đi tiên là danh thủ trận yếu đồng và Tôn Phương Trinh anh sẽ phải cầm bên đen đối mặt với danh thủ được coi là vua cờ chớp của làng cờ tứ Trung Hoa.
吃 吃 将军 吃 吃 吃 吃 将军 将军 吃 吃 吃 将军 将军 吃 吃 吃 将军 吃 吃 吃 将军 吃 吃 将军
将军。将军。将军。将军。Và tiếp theo sau phần trên đến từ bên đỏ của Trịnh, thì trong bối cảnh trên bên đen đã buông cờ xin thua, bởi các bạn thấy ngay đến tiếp cho hạ tướng về thì bình thốt qua thôi và lắc xe chiếu là thua ngay. Như vậy là với kết quả trên thì danh thủ Trịnh Việt Đồng đã đăng quang vị quán quân của giải cờ tướng Quảng Kỳ Bôi năm 2022 cùng phần thưởng 10 vạn nhân dân tệ, khoảng gần 350 triệu tiền Việt. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.